Thưa quý vị và các bạn, cũng như bao người con ở vùng nông thôn, anh Lý Vân Nam luôn trăn trở làm thế nào để cánh đồng, mảnh vườn quê mình mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Từ trăn trở đó, anh Nam đã quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Quỳnh Xanh, chuyên ươm trồng các loại cây hoa, cung ứng cho các công trình tạo cảnh quan trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, nhiều diện tích vườn tạp kém hiệu quả đã bắt đầu phát huy hiệu quả, nâng giá trị thu nhập gấp 4 lần so với cây trồng truyền thống. Sinh ra tại thôn Phú Hiệp, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, vùng đất vốn chẳng được thiên nhiên ưu đãi, nên vừa rời ghế nhà trường, anh Lý Vân Nam cũng như bao người dân quê mình rời quê hương làm công nhân để mưu sinh. Trong thời gian làm công nhân kỹ thuật tại công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, anh tích lũy phần nào kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây xanh, cộng với trăn trở đưa mảnh đất quê mình dần thay đổi. Năm 2019, anh thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Quỳnh Xanh. Ngoài diện tích mảnh vườn của cha mẹ, anh đã đầu tư thuê thêm 3 hectare tại thành phố Quy Nhơn và huyện Tây Sơn để làm vườn ươm và dưỡng cây con. Ban đầu, việc sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Song với tâm huyết của mình, anh Nam đã tìm hiểu thị trường, đưa ra phương thức sản xuất, kinh doanh hợp lý, tập trung vào mảng cây xanh đô thị. Nhờ đó, đến nay, công ty của anh đã bắt đầu nhận nhiều công trình mang tầm vóc quy mô lớn của tỉnh. Hiện nay, mỗi năm, công ty sản xuất và cung cấp cho thị trường hơn 100.000 cây xanh các loại, tham gia trồng, chăm sóc và duy trì cảnh quan cho nhiều công trình lớn của tỉnh. Mình cũng thấy cái tốc độ phát triển kinh tế xã hội bây giờ, hạ tầng người ta xây dựng cũng nhiều, mà cái diện tích cây xanh thì càng ngày càng mất đi. Đấy, nên là mình mới thấy cái cây xanh nó cũng có giá trị mà dễ làm, nên mình quyết định là đầu tư nó để cung cấp cho cái thị trường là hiện đại Bình Định mình là nguồn cây xanh nó thiếu rất là nhiều. Mà phần lớn là mình lấy từ miền Nam rồi miền Tây rồi chi phí đi lại xe cộ dịch vụ rất là tăng cao. Nên mình quyết định là chọn cái này mình đầu tư tại đây thì cung cấp tại địa phương. Khi việc kinh doanh đã ổn định, anh Nam lại quay trở lại với tâm huyết cải thiện đời sống của người dân quê mình. Xác định Tây Sơn là vùng đất tạp, chỉ có thể trồng được cây mì, cây mía. Tuy nhiên thu nhập cũng bấp bênh, lại luôn rơi vào cảnh được mùa mất giá, được giá mất mùa. Do đó anh quyết định mở rộng thêm diện tích vườn ươm tại Tây Sơn, vừa giải quyết việc làm cho lao động quê mình, vừa phát huy tối đa giá trị mảnh vườn tạp của bà con. Đất đây làm bạc màu ấy thì thu nhập cũng có ít, cỡ cho hàng năm là chỉ một triệu hai rồi thôi, chẳng có nhiều. Mà từ khi làm hoa vườn rồi đây, bông có hoa đây tháng rồi tôi làm được, thu được từ 4 triệu đến 4 triệu rưỡi rồi một tháng. Rồi ngoài ra còn làm xếp công chuyện nhà đồ, trưa làm giờ cơm nước, heo quế là cũng được. Có như nhờ làm đây lỗ tôi cũng nguồn thu nhập cũng khá. Dù số lượng cây xanh công ty sản xuất được là khá lớn nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu thị trường, nên hiện nay hàng năm anh Nam vẫn phải nhập một lượng lớn cây từ các nhà vườn phía Nam. Trong khi đó quỹ đất của quê mình khá dồi dào lại chưa thể phát huy tối đa hiệu quả. Trong thời gian đó thì mình cũng có cái kế hoạch là mình muốn phát triển nhiều chủng loại cây có giá trị. Ví dụ như phần lớn là những cây giá trị giống như trà là hát các loại cây tầm cao to thì phần lớn là mình nhập từ ở miền Tây hay là Nam Bộ hay là miền Bắc, hoặc là thậm chí là một số cây nhập từ nước ngoài về giống như cây trà là. Như hiện tại là cái kinh phí rất là lớn nên là mình muốn là sản xuất thêm những cái cây mà nhập đó tại chỗ, đôi khi là giảm cái giá thành xuống, chi phí dịch vụ rồi các thứ, đôi khi là nó tạo điều kiện cho là cái địa phương là giảm bớt cái kinh tế rồi trồng nhiều cây lên, rồi trồng cho nó phổ biến rộng rãi ra, ai ai cũng có nhu cầu được trồng cây, nghĩa là đô thị tăng cái diện tích cái màu xanh cho đô thị lên. Hiện nay dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn Quỳnh Xanh vẫn tạo việc làm với mức thu nhập ổn định cho gần 50 người dân địa phương. Không dừng lại ở đó, anh Nam vẫn trăn trở với những giải pháp đưa vùng đất quê mình ngày càng phát triển song song với việc nâng dần mảng xanh cho đô thị.